Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án để nhận 50 cái token ICD, nó tương đương với 20 đô la. Và để tham gia vào dự án này mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Rồi, mọi người hãy nhập cái mã captcha nhé. Rồi tiếp theo mọi người chọn vào Join Airdrop. Sau đó mọi người sẽ làm cái nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ đầu tiên thì nó bắt đăng ký một cái ví của nó ở trên cái ID file này nhé. Thì đây là một cái token rất là ok, nên là mọi người không nên bỏ qua nhé. Mọi người bấm vào đây để đăng ký này. Rồi sau khi bấm vào đường link nó sẽ ra một cái giao diện như này. Thì mọi người chọn vào dấu ba gạch này. Chọn vào Login and Register này. Tiếp theo mọi người chọn vào tạo một tài khoản nhé. Rồi, đầu tiên là nhập email. Tiếp theo là nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu này. Rồi ở dưới cùng thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ BEP20 ở trên ví chớt hoặc MetaMask nhé. Rồi sau đó bấm gửi này. Rồi sau đó nó sẽ gửi cho mình một cái email để mình xác nhận. Thì mọi người vào email nhé. Rồi đây chính là cái email của nó đây. Mọi người bấm vào đây. Sau đó bấm vào confirm email này nhé. Rồi ok, bây giờ mọi người sẽ đăng nhập vào. Sau đó chọn vào tôi không phải người máy. Rồi bấm tiếp tục. Rồi, ok, như vậy mình đã đăng nhập xong tài khoản, thì mọi người bấm vào cái dấu ba gạch này. Thì đây sẽ mọi người sẽ bấm vào cái ví tiền này nhé. Đó, thì đây là chính là cái ví của nó. Thì sau này thì cái đồng token này nó trả thì nó sẽ trả về cái ví này. Rồi bây giờ mọi người sẽ quay trở lại cái bot này. Làm tiếp nhiệm vụ là follow Twitter và retweet lại bài đăng. Chọn theo dõi. Like, retweet. Rồi, tiếp tục quay trở lại bot. Subscribe kênh YouTube. Chọn đăng ký. Ok, quay trở lại. Join vào channel của nó, Telegram. Chọn join. Rồi quay trở lại, join vào group. Ok, quay trở lại. Tiếp theo là like Facebook. Rồi mọi người bấm vào dấu ba chấm này. Chọn theo dõi này. Tiếp tục chọn like này. Ok, quay trở lại. Bấm vào Start. Sau đó nhập cái mã captcha. Sai mã captcha. Rồi ok, thì ở đây nó bắt mọi người nhập cái email mà mọi người đăng ký cái
ICD file này nhé. Rồi. Tiếp theo là nhập username của Telegram. Rồi, tiếp theo là sẽ nhập profile link của Twitter. Rồi, tiếp theo là nhập profile link của Facebook. Mọi người vào Facebook này. Mọi người bấm chọn vào biểu tượng avatar này nhé. Tiếp theo là chọn vào cái dấu ba chấm này. Rồi kéo lên, bấm vào sao chép liên kết này. Rồi quay trở lại. Dán nó vào đây. Ok. Rồi tiếp theo là nhập cái profile link của cái kênh YouTube. Mọi người lại vào YouTube này. Vẫn đơn giản như vậy thôi. Vẫn bấm vào avatar này. Chọn kênh của bạn này, chọn vào mục ba chấm này, chọn chia sẻ này, sao chép đường dẫn này. Rồi quay trở lại đây, dán nó vào. Rồi sau đó chọn refollow là để lấy cái đường link đi chia sẻ nhé. Thì như vậy là đây, mọi người đã nhận được 50 cái đồng ICD. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia cái dự án nhận 50 cái token ICD. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.